Xin chào anh em đến với shop phụ tùng Trần Đạt anh em nha. Số điện thoại của mình 0915 434 973 nha anh em. Thì trước mặt anh em đang có một cái bộ vỏ đầu lòng của Future 110 nha. Cái này 110 xài chung được hết nha. Thì khi mà tình trạng khi anh em chúng ta vặn cái nắp này này anh em, thì nó sẽ có một cái tình trạng là nếu gặp những anh em thợ mà hoặc là nó bị dính anh em, cái nắp này lâu ngày nó bị dính này, hoặc là chúng ta vặn bằng cái mỏ led á, thì nó rất dễ xảy ra cái tình trạng, hoặc là cái khóa ha, thì nó xảy ra cái tình trạng là hư cái nắp này. Mình sẽ lấy một cái nắp bị hư cho anh em xem nha, em đợi mình xíu nha. Đây nè, vỏ đầu này mình nhiều lắm, mình kiếm một cái nắp nào mà nó bị hư cái này để mình quay cho anh em coi, để anh em chúng ta biết cái tình trạng là hư cái này nó như thế nào ha. Chung là rất là nhiều người vặn và chúng ta vặn không có để ý anh em thì nó sẽ dễ bị hư, hoặc là vặn lần đầu quá anh em, nó tét luôn, nát luôn, nát cái đầu nó rất là gớm ha. Cái này cũng còn được này. Để mình sẽ kiếm một cái cho anh em coi, anh em đợi mình xíu nha. Rồi đây anh em, mình kiếm được một cái đầu vỏ bị vặn chết tre rồi ha. Thì nó cái này thì cũng bình thường anh em, cái dấu hiện tượng này thì nó rất là chi là bình thường luôn. Thứ nhất là tại vì anh em thấy nói ha, đây nói chung là đây anh em, để mình sẽ cầm một cái nắp xúc bắp zin và một cái nắp xúc bắp zin hàng mới của mình cho anh em xem ha. Thì nói chung rất là dễ nhìn anh em. Có nhất là nắp xúc bắp zin là anh em nhìn cái cạnh nó là rất là đẹp. Đây anh em thể thấy ha, cạnh của nó này cực kỳ đẹp nha. Nói chung là nó 100% giống luôn, cho nên là anh em yên tâm. Thứ hai là khi anh em quay lại mặt sau này, hàng zin anh em là nó có chỗ này, nó có cái số này anh em thấy không, đó số nè, mình đây mình cũng có số nè ha, đó. Và cái nắp này nó rất là sâu nha anh em nha, nó sâu trong nha, nó sâu nè, chứ nó không có phải là nó bị cạn nha anh em, nó bị cạn bèo là nhìn nó sai rồi đó. Đó rất là đẹp nha. Rồi bỏ cái này ra đi, cái này tí nói. Thì đây là cái nắp mà khi mà anh em chúng ta vặn không để ý này, ta vặn là nó sẽ bị hư cái cạnh này này anh em. Tại vì một thời gian á, khi mà chúng ta vặn vô á, là cái nắp này anh em biết là cái đầu bò nó hoạt động khủng khiếp cỡ nào mà cam cò nó chạy liên tục, xúc bắp nó nổ liên tục, thì nó sẽ bị cái tình trạng là nó hút cái nắp này, hút hai cái nắp này sâu luôn, hít chặt vào ha anh em ha, hơi anh em nó ém và nó hít chặt cái nắp này vô luôn. Bởi vậy á, cái nắp này nó đã dùng cái vật liệu khá là chán rồi nè, mình không biết tại sao Honda họ lại dùng cái vật liệu yếu như vậy nữa. Đáng lẽ họ phải dùng cái này, họ phải dùng một cái nắp sắt hoặc cái gì nó cứng là cứng, nhưng mà nó lại dùng cái nắp này nó khá là mềm, thì cái việc mà nó bị bể hoặc là nó bị mẻ cạnh là rất là dễ xảy ra luôn. Thì khi mà anh em vặn ra thì gần như là chúng ta không biết cắt vặn thì nó sẽ dễ bị, hoặc là anh em vặn mà nó không chuẩn thì nó cũng sẽ bị ha. Chúng ta để lật cái mỏ led ra vặn mà nó sẽ tét ra như vậy liền. Thì cái việc mà khi mà chúng ta nhìn đây, anh em sẽ nhìn thấy ha, thì anh em chúng ta nhìn nó sẽ như vậy, nát là như vậy này. Thì anh em nhìn là anh em sẽ thấy nó mất thẩm mỹ như thế nào ha. Anh em ví dụ anh em dọn cái xe rất là đẹp, nhưng mà cái nắp này nó lại xấu như vậy thì mình thật sự nhìn nó không ra gì. Mà nếu nó gắn nắp lô cho thì nó không ngon. Thứ nhất là nắp lô nó không ngon nên vặn cái răng nó rất là củ bắp. Thứ hai là cái nắp lô là ta nhìn ta biết nhìn nó không có đẹp ha. Đó thì đây là cái cách tốt nhất để anh em có thể chúng ta thay thế cho một cái đầu chúng ta ha. Đây mình sẽ vặn một đầu này một đầu kia cho anh em xem nha. Nói chung là bây giờ là nó quá, cái này khi mà anh em thay vô nó quá là đẹp rồi anh em, không còn gì để nói nữa ha. Đó, anh em dọn xe chúng ta thay cái này vô là rất là tuyệt vời luôn, tại vì nó đẹp, góc cạnh nó còn ok, chứ nó không có giống như kia nó bị, cái này nó vừa đen mà nó lại vừa bị mẻ cạnh, nó nhìn nó rất là xấu rồi này. Cái này nó đẹp hơn này. Đó thì anh em nào chúng ta mua anh em liên hệ mình nha, cái này giá nó rẻ lắm anh em, 80.000 một cặp à, hàng zin nha, zin nha, nói không với hàng tào lao nha anh em nha, đạt rồi, hàng zin nó hàng zin, hàng loại một nó hàng loại một nha, này đúng zin nha anh em, nè đây mã số chấm sơn rồi còn luôn, bao cho anh em sử dụng nha. Rồi anh em nào mua liên hệ mình nha, số điện thoại 0915 434 973 anh em nha, cảm ơn em rất là nhiều, hẹn anh em những clip tiếp theo nha. Anh em có thấy cái nắp này nó xấu quá là xấu rồi, đâu có đẹp đâu, mẻ trơn rồi. Rồi cảm ơn em nhé.